Xin chào tất cả mọi người, mình là Jack Galaxy đây. Hôm nay một vài game là mà mình cho các bạn coi sự thật khi mình không chơi được Roblox. Ít bị cái gì không, bị disconnect rồi. Cho các bạn luôn, được coi luôn nha. Đừng có hỏi tại sao mình chém gió nha. Đi xem nè, nhìn cái what the heck này đi. Cái này không phải chém gió đâu nha. Vô đi vô thử. Cái này không phải chém gió nha. Đó, this is not. Ở rồi, hiểu rồi, cái phòng này nó không cho chơi disconnect à, này nọ. Và tan bộ như đó rồi đó. Vì disconnect à, kỳ lạ lắm. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên like, share và subscribe. Nhưng mà cái video này không có hay gì chút gì hết á, nên hãy để lại một comment để mình biết như thế nào. Và tạm biệt.